YouTube mình. Đây, quay máy xúc đào, tiếp tục đào lỗ của biển các bạn ạ. Máy xúc lốp đang xuống ruộng rồi. Volvo 55. Mà
đúng, nhưng mà nó chắc là nó làm việc rồi. Béo làm việc rồi, nhưng mà cổ ra thế nó cũng cái đoạn nhanh lên trên một tí rồi. Nó bảo gợi ý là cái việc nó bảo gợi ý nó chung cho nó bà đừng để cài đùa đấy. Nó vướng, nhưng nó đem ra chơi nó cái này lệch điểm. Nó đứng được cái tháo rồi. Bà, làm lại làm. Những phản cái đá này, đứng bâu bâu rồi đấy. Cái con kia này. Đánh chưa? Bộ nhưng mà thấy nhau ấy. Đánh tư nó mượn bỏ quần áo về nó bế ra nó bắt mà đồ ít. Ít đấy.